Mến chào, chúng ta lại gặp nhau trong buổi tập của ngày thứ 7, vòng đầu tiên và cũng có thể là vòng thứ 2, vòng thứ 3 và nhất rất rất nhiều vòng tiếp theo. Trong trường hợp các bạn đã qua được một vòng thì Kim Toàn chúc mừng các bạn, nhé. Và nếu như trong trường hợp các bạn qua được vòng thứ 2 hoặc vòng thứ 3 thì có nghĩa là các bạn đã tạo ra cho một cái thói quen, tạo ra cho bản thân mình một cái thói quen lành mạnh, hàng ngày ăn uống khoa học, lao động và làm việc một cách khoa học. Đồng thời là chăm sóc bản thân, chiều chuộng bản thân, yêu thương bản thân của mình thông qua các cái chuỗi bài tập. Có thể rất nhiều bạn bảo rằng là cần gì phải tập luyện, tôi lao động và làm việc khắp mọi nơi, mọi lúc và hàng ngày thì đó chính là lao động và làm việc rồi, đó cũng chính là tập thể dục thể thao rồi, vã mồ hôi ra rồi, cần gì phải tập, đúng không? Các bạn sai lầm nhé. Chúng ta lao động và làm việc đấy chính là khấu hao cơ thể. Còn khi chúng ta vận động giáo dục thể chất, tập luyện các bộ môn dưỡng sinh hoặc là bài súng quần tư trẻ đang cùng với Kim Toàn thì đây chính là sắp xếp lại cái sự xô lệch sập sạch của cơ thể chúng ta để đưa cái cơ thể của trạng thái của chúng ta, về cái hướng, cái góc, cái vị trí tốt nhất có thể. Các bạn hình dung rồi đấy. Theo thời gian thì làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ già đi, yếu đi, cơ thể của chúng ta sẽ dai lại, chảy xệ đi, ngực chảy đi đúng không? Bụng cũng chảy xuống, mông cũng chảy xuống, thậm chí cơ mặt, mí mắt của chúng ta cũng sụp xuống. Vậy thì cơ quan tạng ở bên trong người chúng ta cũng sa trễ, cũng chảy xuống như vậy. Và rồi các cái khớp xương của chúng ta đấy, nó không còn ở đúng cái vị trí của nó nữa và nó bị xô lệch về trước sau phải trái đúng không? Dẫn tới là có thể bị thoát vị, gai hoặc là nhẹ nhất là bị thoái hóa. Vậy thì cái việc tập luyện hàng ngày, các bạn phải ý thức rằng là đấy không phải là lao động mà đấy là sắp xếp bảo dưỡng lại những cái sự xô lệch sọc sạch của cơ thể chúng ta để giúp chúng ta có thể có được một cái cuộc sống mà an lành nhất, cái chất lượng sống của chúng ta tốt nhất, có thể là 5, 7, 8, 90 tuổi, thậm chí là cả 100 tuổi chúng ta rất là khỏe mạnh. Và thực tế chứng minh đấy, những cái người mà họ sinh sống và làm việc ở các quốc gia phát triển, họ được chăm sóc bởi cái hệ thống y tế rất là tốt. Đồng thời là cái chất lượng nhá, các cái loại lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đầu vào được kiểm soát rất là chặt chẽ, dẫn tới là sức khỏe của họ cực kỳ tốt. Người ta càng già thì người ta càng khỏe mạnh, càng có nội lực, đúng không? Nhưng với chúng ta người Việt thì càng già càng yếu và càng ngày càng giặt dẹo. Nhiều khi chúng ta còn quen cái sự mệt mỏi giặt dẹo đó, mình tiết kiệm quá mà, dẫn tới cuộc sống của chúng ta rất là mệt mỏi, thậm chí là rất là khổ. Tuy nhiên thì đúng là phải chạm tới một cái điều gì đó tuyệt vời, cũng giống như các bạn phải di chuyển, phải hưởng thụ những cái dịch vụ tốt hoặc là di chuyển sang các quốc gia phát triển để nhìn xem trái đất của họ, đất nước của họ tươi đẹp như thế nào. Từ khi đó chúng ta mới có cái góc nhìn, có một cái góc nhìn mới nhé. Và cái góc nhìn cần phải có sự so sánh, tất nhiên là so sánh theo hướng tích cực. Thì cũng giống như các bạn khỏe đấy, nhiều khi mình cũng nói miệng là mình khỏe thôi, nhưng mình không biết rằng là có rất nhiều người độ tuổi mình, thậm chí là nhiều hơn mình cả chục tuổi, 20-30 tuổi, nhưng họ còn khỏe mạnh hơn cả mình nhé. Và các bạn có thể đo lường cùng với Kim Toàn trong kênh YouTube của Kim Toàn. Có rất nhiều cô chú anh chị tập luyện cùng với Kim Toàn và tính đến thời điểm hiện tại là vô cùng khỏe mạnh. Và ngay sau đây thì mời các bạn tập luôn cùng với Kim Toàn động tác đầu tiên của buổi tập ngày cuối cùng. Mời các bạn nằm xuống, duỗi hai tay của mình về phía sau thật thoải mái. Tư thế động tác đầu tiên, cách làm rất là đơn giản, thật thoải mái, thật thư giãn. Các bạn chỉ cần nhìn một lần, sau đó là chúng ta có thể làm được luôn, hoặc vừa nhìn vừa làm theo. Mỗi động tác sẽ lặp đi lặp lại 21 lần và rất là dễ. Chuẩn bị, bắt đầu. Hít vào, nâng hai chân đồng thời gập đầu lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Hít vào, nâng chân, đầu, thở ra, hạ xuống. Lần thứ ba, hít vào, lên chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ tư, hít vào, nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ năm, hít vào, nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ sáu, hít vào, nâng chân,
đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 7, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 8, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 9, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 10, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 11, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 12, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 13, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 14, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 15, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 16, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 17, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 18, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 19, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 20, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 21, hít vào nâng chân, đầu, hạ xuống, thở ra. Thôi, thả lỏng, nghỉ khoảng một vài phút, thật thư giãn nhé, thật thoải mái. Hít thở nhẹ nhàng, bình thường, thật thoải mái, thả lỏng, thư giãn. Thôi, mời các bạn ngồi dậy, vung chân ngồi dậy. Động tác tiếp theo nhé, động tác số 2. Quỳ hai gối này, hai gối mở rộng bằng hai vai, dựng hai cái bàn chân lên, cũng mở rộng bằng hai gối và vai. Chuẩn bị, chỉ cần nhìn một lần hoặc là làm theo là chúng ta có thể làm được các lần tiếp theo, cũng với 21 lần nhé. Bắt đầu. Hít vào, hai tay chống vào hai hông, đồng thời ngửa thật xa người về sau. Lên, thở ra, buông tay xuống lần thứ nhất. Lần thứ hai,
Hít vào, chống tay ngửa sang người về sau. Lên, thở ra, đùng đỉnh chậm rãi thôi. Lần thứ ba, hít vào, ngả thật xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ tư, hít vào, ngả thật xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ năm, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ sáu, hít vào, ngửa xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ bảy, hít vào, ngửa xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ tám, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ chín, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ mười, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 11, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 12, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 13, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 14, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 15, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 16, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 17, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 18, hít vào, ngả thật xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 19, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 20, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 21, hít vào, ngả xa người về sau. Lên, thở ra thôi. Úp mu bàn chân xuống. Thì đứa trẻ thoải mái thả lỏng vài phút, nghỉ vài ba phút nhé. Thật thư giãn, thật tĩnh. Thả lỏng cái lưng của mình ra.
Thôi, nhổm dậy. Động tác thứ ba, động tác tiếp theo nhé. Hai tay chống về sau, hai tay cao bằng nhau và mở rộng bằng vai. Hơi co chân của mình lại một chút, tay chống xa về sau một chút nhé. Sau cho cái quá trình mình đẩy lên đấy, thì tay và chân của mình chống vuông góc với mặt thảm, giống như là cái bàn đấy. Các bạn cũng quan sát một lần, hoặc cũng có thể làm theo luôn. Động tác rất là dễ. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hít vào đẩy lên, ngửa đầu về sau. Hạ xuống, thở ra. Lần thứ nhất này. Lần thứ hai. Hít vào đẩy lên, ngửa đầu về sau. Hạ xuống, thở ra. Cố gắng đẩy căng một chút. Lần thứ ba. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ tư. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ năm. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ sáu. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ bảy. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ tám. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 9. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 10. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 11. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 12. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 13. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 14. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 15. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 16. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 17. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 18. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 19. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 20. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 21. Hít vào đẩy lên, hạ xuống, thở ra. Thôi, co hai chân vào lòng. Rất là đau mỏi tay đúng không? Không sao cả. Rồi, gập sâu người xuống. Thoải mái, thả lỏng, thư giãn. Nghỉ một vài phút, thư giãn ngủ một giấc nhá. Nghỉ một giấc. Thật lòng, thoải mái, thư giãn. Mềm người ra. Buông lỏng ra.
nghỉ vài phút thật thư giãn. Thôi, nhổm dày. Động tác thứ tư, mời các bạn nằm sấp xuống, xòe rộng hai bàn tay, mở rộng bằng vai. Nằm sấp xuống nha. Hai tay chống ngang eo của mình này, xòe rộng bàn tay chống ngang eo, dựng chắc hai cái bàn chân lên. Các bạn có quan sát một lần hoặc cũng có thể làm theo luôn. Và động tác thì lặp đi lặp lại, rất là dễ nhớ, dễ quan sát, dễ tập theo. Chuẩn bị. Lần thứ nhất, bắt đầu. Hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa về sau càng tốt. Nâng người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ hai, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ ba, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống, thở ra. Lần thứ tư, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống, thở ra. Lần thứ năm, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ sáu, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ bảy, hít vào đẩy ngửa người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người, nằm xuống thở ra. Lần thứ tám, hít vào đẩy ngửa người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ chín, hít vào đẩy ngửa người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người,
Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 10, hít vào để ngửa người. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 11, hít vào, đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 12, hít vào, đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 13, hít vào, đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 14, hít vào, đẩy ngửa người lên. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 15, hít vào, đẩy ngửa người lên. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 16, hít vào, đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 17, hít vào, đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 18, hít vào, đẩy ngửa người lên. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 19, hít vào, đẩy ngửa người lên. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 20, hít vào, đẩy ngửa người lên. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Lần thứ 21, hít vào, đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Để về, thở ra. Hít vào, giữ thẳng người ra. Nằm xuống, thở ra. Thôi, thoải mái, giữ hai tay về sau, thả lỏng, thư giãn, nghỉ một vài phút.
Thôi, vừa rồi là kết thúc buổi tập của ngày hôm nay. Rất là mong khi được có thể gặp lại các bạn ở những cái vòng tiếp theo cùng với Kim Toàn trong bài Số Người Thực Trẻ này. Ngoài ra thì Kim Toàn cũng rất mong muốn các bạn tập nhiều và tìm hiểu kênh YouTube của Kim Toàn, cũng như là như thường lệ nhé, rất mong các bạn có thể chia sẻ cái video của Kim Toàn, hoặc đôi khi chỉ là comment, hoặc là nhấn cái nút thích, nút like thôi, hay là thả một cái nút tim. Bởi cái thuật toán của YouTube, họ sẽ chỉ nhá, chia sẻ cái video của Kim Toàn, cái sự hiện diện của video của Kim Toàn cho nhiều người nữa biết hơn, khi mà họ thấy rằng là có tương tác thông qua cái video. Chứ không phải là các bạn cứ tập xong rồi các bạn thấy tốt nhưng mà cứ để đó, thì cũng mất cho Kim Toàn, cũng làm mất cho Kim Toàn cái cơ hội là để có thể trao được cái kiến thức của mình. Kiến thức ăn học được vất vả lắm, không đơn giản đâu. Và để có được điều đó, cũng ngay cái lúc này đây nhá, Kim Toàn có thể là làm cái video mà các bạn có hình dung là cách đây tầm khoảng 10 ngày rồi Kim Toàn không làm video. Đến bây giờ mồm miệng của mình nó cũng cứng hết lại, nói chuyện nó cũng không lưu loát nữa, thậm chí là vấp rất là nhiều và phải mất rất nhiều công sức mới chỉnh sửa và edit được video. Ngoài ra còn các cái chuyên môn về chuyên ngành nữa, phải rất là tốn kém và vất vả. Và khi mà chia sẻ lên cộng đồng thì cộng đồng không những là không tiếp cận là một chuyện nhé, mà còn không tiếp cận là một chuyện, đôi khi là còn tiếp cận tiêu cực nữa cơ. Thì đó là cái duyên của Kim Toàn, không sao cả. Tuy nhiên thì Kim Toàn cũng rất là mong muốn làm sao các bạn có thể chia sẻ, hoặc đôi khi cũng chỉ là đơn giản nhấn một cái nút like, nút thích thôi, để Kim Toàn có nhiều cơ hội có thể cống hiến cái chuyên môn của mình để giúp cộng đồng càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé.